Thái mến chào quý cô chú anh chị và các bạn đang xem trên kênh của Sức Sống Huế nha. Thì ngày hôm nay Thái quay trở lại với cái hoàn cảnh của anh Đức đó mọi người. Thì ở cái clip trước thì Thái cũng đã quay lên cho cả nhà mình xem một cái hoàn cảnh của anh Đức. Thì hôm nay Thái đến lại đây để trao những cái số tiền của mạnh Hùng Quân cho gia đình của anh Đức. Thì bây giờ Thái mời quý cô chú anh chị cùng theo chân của Thái nha. Đây là trước mặt của mọi người, đây là cái ngôi nhà của anh Đức nè cả nhà. Đó, đây là cái ngôi nhà của anh Đức. Anh Đức ơi, anh Đức ơi, anh Đức ơi, cô anh Đức không có nhà quý của chú anh chị. Một cái ngôi nhà bây giờ thấy nó xuống cấp chậm chậm luôn rồi quý cô chú anh chị ơi. Để Thái đi qua bên hàng xóm hỏi coi anh Đức ở đâu nha quý cô chú anh chị. Dạ cô ơi, cô cho con hỏi thăm với cô. Cái nhà bên đó anh Đức, con sao con không thấy ảnh ở nhà vậy cô? Ủa rồi cái tay của ảnh như vậy anh làm được không? Ảnh làm bên tay không gãy đó. Tay gãy rồi nóc vô. Dạ tay gãy thì đắp vô nóc rồi, còn cái tay bên kia thì còn làm được. Đầu thì chấn thương sao não. Dạ. Nó nói chuyện không bằng ai vậy. Thì cái ở khoảng một tuần trước á, con có đến đây con có quay chia sẻ hoàn cảnh của ảnh á, thì có một số mạnh thường quân cũng đã gửi tiền về để hỗ trợ cho ảnh. Thì hôm nay là con đến đây để gặp ảnh để trao cái số tiền đó, nhưng mà qua nhà không thấy. Thì hôm nay nghe cô chia sẻ thì anh ấy đi làm đúng không? Ủa anh ấy làm ở đâu không cô? Anh ấy làm mày gần chỗ thủng á. Thủng mình nó thủng ngoài đó. Là ở xa không? Ở cũng xa, em gần rồi. Đi với anh đó. Dạ. Ở nhà. Ở nhà này mày cái thằng nhà này. Dạ. Anh Đức anh đi làm rồi chừng nào mới về hả con? Chiều mới về đó con. Dạ 4-5 giờ chiều mới về. Dạ con cảm ơn cô nha. Rồi để chiều nay con ghé lại con trao tiền cho anh. Này cả nhà ơi, thì bây giờ Thái đợi anh Đức về mọi người, Đức mới về luôn. Rồi hello Đức nha. Rồi mình đưa bánh nha, mình đòi bánh cho. Ủa anh hồi sáng anh đi làm cái gì lên Đức? Dạ làm nhà điện chế. Làm nhà điện chế hả? Rồi cái tay mình làm gì? Rồi cái tay mình làm được không? Cũng như em dựng cây được cho anh hàng. Dựng cây dựng mình dựng ha. Dạ. Rồi hồi sáng nghe người nhà điện nói có người đến gửi tiền thì anh thấy sao? Điều đó em cảm ơn. Găng cũng hết đó hả? Dạ. Thì hôm nay em đến cũng báo cho anh cái tin vui. Thì cái ở cái clip trước á, em cũng đăng tải lên trên mạng xã hội á. Thì hiện nay thì có chị Tú Trần ở bên Mỹ gửi về để hỗ trợ cho anh Đức là 2 triệu. Và anh Hưng ở bên Mỹ luôn hỗ trợ cho anh Đức 1 triệu. Thì bây giờ em sẽ gửi cho anh 3 triệu. Đó là hai cái người mà gửi hỗ trợ cho anh Đức nha. Dạ. Rồi bây giờ em gửi cho anh Đức 3 triệu nha. Dạ. Rồi anh đếm lại giùm em đi, coi coi đủ không. Anh đếm lại đi, anh đếm lại giùm em. Dạ đúng rồi. Rồi. Chị em cảm ơn ở bên
chị Tú Trần và anh Hưng. Dạ, em cảm ơn chị Tú Trần và anh Hưng. Dạ, em rất cảm ơn nhiều. Ô, mình làm như vậy đó, đất thì thu nhập của mình ngày được nhiêu đất? Dạ, ngày cũng được 100 mấy. Trăm mấy hả? Dạ. Vậy là bữa nay là đang nghỉ làm buổi chiều đó phải không? Dạ, em nghỉ làm buổi chiều anh. Rồi sáng giờ có ăn uống gì chưa? Dạ, chưa nữa. Chưa nữa hả? Em nghe gì em chạy về luôn. Nghe, đang làm nghe là chạy về luôn phải không? Dạ, quá trời em mừng luôn. À. Đó là nhà ơi, cái nhà của anh Đức rồi mọi người. Quá trời luôn rồi. Nhìn nó dột quá trời luôn, nếu cái này mà mưa lớn là có, em nghĩ là nó sập luôn á. Ở phía sau thì hình như là sập rồi phải không? Dạ sập rồi. Đâu đâu dẫn anh nhìn ra phía sau cái đất. Để quay cho quý cô chú anh chị xem coi. Này ở phía sau này nó sập luôn rồi nè. Rồi giờ này mình đi chợ ở đâu? Có đi chợ ở đâu không? Dạ không, anh đang đi chợ Phước để mua đồ. Rồi cái này chắc đi ăn cơm tiệm không quá? Hay là có nấu cơm gì không? Dạ, như chủ nhà ta cho cơm anh. À, chủ nhà ta cho cơm luôn hả? Dạ. Hay có nghĩa là mình đi làm là chủ nhà ta bao cơm ha? Dạ. Ở đây nước ngập hết chân luôn nè. Dạ. Ở nhà thì lập sập luôn, con thì nó bể hết luôn. Rồi mình đi ăn trước đi. Rồi thì vừa qua thì em cũng đã làm tròn cái nhiệm vụ của chị Tú Trần ở bên Mỹ và anh Hưng ở bên Mỹ đã nhờ em gửi đến anh Đức những cái tình yêu thương, đó là 3 triệu để cho anh Đức có kinh phí để uống thuốc và trang trải cho cuộc sống của anh Đức. Thì em đã hoàn thành rồi, em cũng thay mặt anh Đức cảm ơn chị Tú Trần và cảm ơn anh Hưng và cảm ơn tất cả mọi người quý cô chú anh chị và các bạn đang xem trên kênh Sức Sống Mới một lời chào thân thương và nồng nhiệt, là chúc sức khỏe, an lành và hạnh phúc. Và bây giờ thì em và anh Đức xin tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở những cái clip tiếp theo nha. Chào mọi người, các anh Đức ơi. Rồi bye bye tất cả mọi người nha. Bye bye. Bye bye. Dạ. Yeah.